phốt nhầm cả giới tính của sắc. Trong tập mới nhất của sắc Thanh Việt Nam lên sóng tối mùng 2 tháng 10, Phi Thanh Vân đại diện một start-up lên mở đầu màn gọi vốn cho ứng dụng về tâm lý. Tuy nhiên, cách thuyết trình của cô khá nghệ sĩ và hơi lòng vòng, khiến một số sắc yêu cầu cô phải đi vào trọng tâm về vấn đề gọi vốn, kêu gọi 3 tỷ cho 10%, cổ phần công ty do mình đồng sáng lập. Phi Thanh Vân ra về với kết quả cả năm sắc từ chối đầu tư vốn cho dự án ứng dụng tư vấn tâm sinh lý do kế hoạch chưa rõ ràng, trình bày lan man và không đúng trọng tâm sắc linh cho biết khá thích với dự án và có ý định đầu tư nhưng cô không cùng tầm nhìn với phi thanh vân nên đã không tham gia phần gọi vốn của dự án giáo dục không chỉ gây thu hút từ ban đầu với tên tuổi của phi thanh vân mà ngay sau đó khi chương trình được chiếu đầy đủ khán giả cũng bình luận rất nhiều về nữ ca sĩ diễn viên ngoài cách thể hiện hơi điệu đà không tập trung vấn đề chính việc cô không nắm chính xác tên của các sắc mà tự tin gọi sắc thùy dù anh không tham gia trong tập phát sóng này ngay sau khi lên sóng phi thanh vân đã nhận lời trả lời phỏng vấn về chương trình sau khi phần gọi vốn gây ra nhiều tranh cãi cô cho biết mình an nhiên trong mọi trường hợp về trường hợp nhầm lẫn về sắc thùy phi thanh vân cho biết đã đọc rất nhiều về sắc thùy vì có một hệ thống công ty chuyên đào tạo các trường cho trẻ em ngày hôm đó cô mong muốn là có sắc thùy nhưng do sắc bận và không có mặt mà lại có mặt sắc hương và đó là một trong những lý do khiến cô bị đọc lộn tên tuy nhiên phần trả lời này của phi thanh vân lại tiếp tục bị khán giả chỉ ra lỗi sai cơ bản nguyên văn câu trả lời của phi vân là ngày hôm đó tôi mong muốn là có sắc thủy nhưng cô ấy lại bận và không có mặt trong khi khán giả theo dõi hay có quan tâm chương trình đều biết sắc thủy là đàn ông chính chi tiết này khiến nhiều người cho rằng phi thanh vân chưa có sự chuẩn bị chú đáo về phần thông tin của các sắc khi tham gia gọi vốn trong chương trình